Rồi câu thứ ba, Mia, thưa sư con có một câu hỏi. Các sư thường khuyến khích mọi người học giáo lý để hiểu rõ đạo Phật, nhưng tại sao lại không bắt buộc mọi người học một lớp giáo lý cơ bản trước khi quy y? Con cảm ơn sư. Nó giống như bây giờ chúng ta cho con nó vào, nó đi học, thì cái chuyện đầu tiên của mình là cái gì? Là mình đi đăng ký, đúng không? Đăng ký có tên trong danh sách, có tên trong cái ngày khai giảng, rồi sau đó đó giáo viên mới dạy cái giáo lý cho. Chứ không có ai đời mà giáo viên dạy hết nội dung cấp 1 rồi xong rồi mới hỏi coi bây giờ học hết rồi đó, rồi ai đăng ký nhập học? Không có. Phải đăng ký nhập học trước, rồi sau đó chúng ta mới học cái chương trình. Thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta đến rồi chúng ta có khi là chúng ta quy y trước, rồi chúng ta học giáo lý cũng được. Tuy nhiên á, cũng có những vị mà chưa có quy y, hoặc là cái sự quy y của mình á, hồi xưa nó rất là hời hợt và mình không có ý thức được cái quy y là cái gì, ý nghĩa của nó. Rồi thì do một cái nhân duyên nào đó mà chúng ta biết được giáo lý, chúng ta hiểu được giáo lý, thì từ đó đó chúng ta mới quy y. Từ thời Phật đã có rồi, tức là có nhiều người á, sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn thì họ mới đi đến và quy y nơi Tam Bảo. Chính vì như vậy đó mới có cái việc việc làm và phận sự của các sư. Đó chính là gì? Đó chính là truyền pháp, giảng pháp, thuyết pháp, hoằng pháp, đem giáo pháp đến cho chúng sanh. Rồi chúng sanh á, sau khi nghe được giáo pháp thì họ mới cảm thấy là à, như vậy thì đây mới là chân lý, và họ phát tâm trong sạch xin quy y.